Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh channel của Phạm Văn Chuyển các bạn. Và với video ngày hôm nay thì các bạn, trước mặt các bạn đây là một con TV rất là to của Samsung và TV dòng đời đầu, Plasma đời đầu các bạn nhé. Và mình vừa nhận về của khách hàng về các bạn ạ. Và con TV mài này thì mình cũng đang rửa mặt lên. Và cái hiện tượng con này thì mình trong quá trình kiểm tra thì khách hàng mình chỉ cắm điện thôi, cắm điện kiểm tra thì đã có tiếng cháy nổ rất là khét, mùi bốc ra các bạn ạ. Thì hôm nay tôi sẽ mở con TV này ra và tôi sẽ kiểm tra cùng các bạn đi trực tiếp sửa một con TV Plasma rất là to của Samsung các bạn nhé. Mình sửa và sẽ khám phá cùng các bạn, sẽ khám phá xem cái dòng TV đời đầu này thì rồi, ok. Vâng. Và các bạn xem, sau khi mở một con tivi này ra thì các bạn xem hộ tôi ạ. Một con Plasma Samsung. Một con tivi Plasma Samsung, mình phải quay rất là xa để các bạn nhìn tổng thể. Nhìn tổng thể cho nó. Vâng, các bạn xem ạ. Vâng, và đây là bộ cao áp này các bạn này. Bộ cao áp màn hình rất là to. Các bạn xem ạ, trong mắt thường khi mà mình quay đến bộ cao áp thì các bạn xem đã, mình đã nhìn thấy hiện tượng cháy nổ ở đây ạ. Các bạn xem này, cháy rất là to đúng không ạ? Cháy rất là to. Đấy, thì con này chắc chắn là hỏng cao áp rồi, hỏng cao áp. Và tôi sẽ quay gần với các bạn, đây là Panasonic màn hình các bạn nhé, Panasonic màn hình. Rồi, bên chính thì rất là bé này, tích hợp của một cái bên chính rất là bé. Và bo nguồn của nó đây ạ, bo nguồn của nó. Bởi vì cái con TV Samsung này nó dòng Plasma đời đầu, nó dùng điện áp rất là cao, chính vì vậy mà cái bo cao áp của nó là to nhất luôn các bạn ạ. To nhất luôn bo cao áp này. Đấy, to nhất luôn. Rồi, khi mà mình mở tivi ra thì các bạn xem mình đã phát hiện ngay được ra bệnh, bởi vì con này nó cháy nổ, hiển thị hết ra ngoài rồi, hiển thị hết ra ngoài. Chính vì vậy mà phát hiện rất là dễ dàng đúng không ạ? Các bạn xem này. Đấy, cháy nổ này. Thì tôi sẽ mở cái bo này ra. Tôi sẽ mở cái bo cao áp này ra trước tiên. Với cái bo cao áp này thì các bạn nào có thể sửa, một là các bạn sửa, hai các bạn có thể thay thế đi. Thì để mà xử lý được con này, cái tivi này, thì trước tiên các bạn phải kiểm tra hộ mình. Khi mà bo cao áp. Vâng. Và bây giờ mình sẽ mở cái bo cao áp này ra trước, bởi vì các bạn xem, khi mà các bạn mở tivi ra thì các bạn trong mắt thường các bạn nhìn đấy, đã phát hiện nó cháy nổ đây đúng không ạ? Thì tôi sẽ mở cái bo cao áp này ra và mình sẽ kiểm tra sơ đẳng nó trước. Để các bạn sẽ cô lập được bệnh. Các bạn sẽ tìm ra nguyên nhân tại sao mà cái bo cao áp này lại nổ như thế này. Rồi các bạn xem, một cái bo cao áp rất là mới và rất là to đúng không ạ? Rất là to. Rồi lúc này thì mình sẽ kiểm tra qua, các bạn xem cái khu vực nổ này, thì cái con tụ này nó nổ rất là to này các bạn này. Các bạn xem ạ. Đấy, con tụ này rất là to và khu vực này đang có hiện tượng chạm chập, thì con tụ bảo vệ này nó mới nổ được các bạn. Đấy, con tụ bảo vệ này nó mới nổ được. Thì bây giờ tôi sẽ, ui dồi, con này cũng có bị chế độ dỉ sét này và bo mạch này, các bạn xem này, nó bị sét rất là nhiều. Bây giờ tôi sẽ cắm đồng hồ vào và tôi sẽ kiểm tra sơ đẳng nó. Thường con tụ này nó bắt nó nổ thế này thì một số các công suất thì khả năng cũng có vấn đề. Tôi sẽ loại bỏ con tụ này ra. Vâng, đây đằng nào nó cũng cháy rồi các bạn. Đằng nào nó cháy rồi thì mình sẽ gỡ nó ra để cho nó khỏi chạm chọc. Tôi sẽ đo rồi khu vực tụ nổ của tôi là nằm bên này. Đây các bạn xem ngay đầu này, con tụ này bảo vệ nổ này. Tôi đo những con mô phét ở đây, xem con nào vấn đề gì không. Rồi tốt. Rồi mình sẽ đo. Nhiều lúc cái con ra cục bảo vệ này thì trong quá trình các bạn kiểm tra các chồng nó chạy ấy, thì chất lượng tụ nó kém, nó cũng dẫn đến hiện tượng nó nổ hoặc là bo mạch. Thông thường thì bo mạch nó chạm chập ở đâu đấy thì nó sẽ nổ. Rồi mình kiểm tra thì mình thấy bo mạch về mấy con công suất này thì chưa thấy hiện tượng gì trong vấn đề về chạm chập các bạn ạ. Chạm chập thì nhiều lúc mà các bạn thay con tụ đi, các bạn bỏ con tụ đi nhiều lúc nó cũng sẽ chạy bình thường. Nhưng mà cũng tốt nhất là trước khi vào các bạn thay thế, các bạn sửa chữa thì các bạn hãy cố gắng của mình để kiểm tra chính xác được xem là các bộ phận nào đang có vấn đề. Rồi con tụ này là đây, đây là chỉ là con tụ bảo vệ màn hình. Rồi cháy nổ nó nguyên là thế này thì các bạn vệ sinh thật sạch nó đi hộ mình. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra sơ đẳng lại một lần nữa. Rồi mắt thường rồi mình sẽ đo hai đầu này xem nó có chập không. Rồi chỉ có một con tụ đã bị cháy và không, mình không thấy xuất hiện đến cái bộ phận là chạm chập. Mình xem chân linh kiện ạ. Con này nó trùng lâu ngày, chân linh kiện có vấn đề gì không ạ? Rồi không thấy có hiện tượng gì. Một số cái con mô phét này bởi vì mình thấy được là cái dòng TV Plasma ấy, thì dòng TV Plasma đời đầu này thì nó dùng điện áp rất là cao. Chính vì vậy mà nhiều lúc cái chân linh kiện nó chạy lâu ngày nó nóng, nó cũng dẫn bị rão ra, dẫn đến hiện tượng nó bị chạm chập. Và con này cũng có hiện tượng bị dì sét đây các bạn này, bị sét đây thì các bạn hãy vệ sinh nó đi hộ tôi. Các bạn cạo sạch đi. Vâng, các bạn xem video của tôi, các bạn thấy những video của tôi rất là thiết thực và tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video tiện ích hơn các bạn nhé. Và mình là một người tạo ra một cái video thì các bạn xem đấy, mình không giấu nghề một chút nào đúng không ạ? Và mình luôn rất chỉ cho các bạn rất là tận tình. Và sắp tới thì mình đang triển khai một cái kênh channel cá nhân của mình. Và mình sẽ tạo ra những cái video thực tế về đời sống của mình. Mình mong mọi người hãy vào ủng hộ kênh Phạm Văn Chuyển các bạn. Phạm Văn Chuyển. Rồi sau quá trình mà mình kiểm tra sơ đẳng ấy thì mình có thấy cái con tivi này. Mình thấy con tivi này nó đang thì đang hỏng, trước mắt nó hỏng con tụ bảo vệ và mình kiểm tra thì mình không thấy hỏng bộ phận nào khác. Thì bây giờ tôi sẽ phải vệ sinh thật sạch cái khu vực nó bị cháy đi. Các bạn vệ sinh thật sạch cái khu vực bị cháy đi. Bọn mình nhá. Đấy, để cho nó khỏi đánh lửa sang. Các bạn vệ sinh thật sạch đi hộ mình. Rồi, và tạm thời thì các bạn có thể loại bỏ chưa cần thiết. Tôi sẽ phải hàn qua lại. Tôi sẽ hàn qua những cái chân của con linh kiện mà tôi nghi cảm tưởng nó có một chút vấn đề. Tôi sẽ hàn qua vào, sau đấy là tôi đóng nắp và tôi sẽ cho TV hoạt động thử xem. Các bạn phải xem những cái chân con linh kiện có còn nào, bởi vì dòng Plasma này thì dòng TV LCD thì không bao giờ có hiện tượng chân nó còn lỏng ra như thế này, nhưng mà dòng Plasma thì cũng có rất là nhiều khả năng, bởi vì dòng này nó dùng chạy điện áp rất là cao và con TV này nó muốn điện, sử dụng vốn điện khách hàng tương đối là cao đấy các bạn, tầm 450W đấy các bạn. Rồi, sử dụng thì hình ảnh rất là đẹp, nhưng mà mỗi tội về vấn đề về tốn điện thôi. Rồi. Nguyên tắc sửa tivi nếu mà các bạn kiểm tra sơ đẳng mà các bạn không biết được, chưa phát hiện ra cái khu vực nó hỏng, thì một là các bạn phải cắm điện vào và các bạn kiểm tra tiếp bằng cách các bạn đo nóng, hoặc là khi mà nó chạy ấy các bạn, khi mà điện nó chạy thì cái bộ phận nào nó hỏng thì nó sẽ hỏng luôn, để các bạn sẽ dễ xử lý. Đây, tôi sẽ cắm vào. Và dòng Plasma thì nguyên tắc sửa TV Plasma thì những cái con ốc này các bạn nhé, các bạn phải đóng, các bạn phải vặn hết ốc vào để nó tiếp mát xuống sườn máy, không là nó sẽ bị hỏng đấy các bạn. Nhiều con như dòng Panasonic ấy, mà các bạn thay bo xong, thay bo mới xong mà các bạn không vặn ốc này vào, mà các bạn cắm điện thì lập tức cái bo cao áp của các bạn nó sẽ hỏng ngay lập tức. Cho nên là các bạn lưu ý hộ mình về vấn đề đấy. Rồi, lúc này thì tôi chưa cắm nguồn vào ngay ạ, và tôi sẽ kiểm tra nguồn xem bộ phận nguồn này đang có gặp vấn đề gì không. Ví dụ như cái bo nguồn này nó đang có hiện tượng dâng nguồn hay không, và đo một số cái điện áp nguồn nó có đủ không các bạn. Đây, tôi sẽ để máy quay của tôi. Tôi sẽ tìm ra một số cái nguồn ra, nguồn VA, nguồn VS. Tôi sẽ cắm vào và tôi đo thử. Mình sẽ phải để tầm 1000V. Các bạn tiếp mát hộ mình nhé. Chân VS này, hai chân đầu tiên thì tôi sẽ bật nguồn lên. Rồi, đã có điện áp 200V rồi, 180V rồi, sau đó là TV ngắt bởi vì cái bo cao áp kia chưa kết nối. Rồi, chính tỏ là nguồn đang bắt đầu hoạt động rồi. Bây giờ mình sẽ cắm cái rắc nguồn này vào. Để xem sự hoạt động của con báo cáo áp này. Mình sẽ quay ở cái máy quay ở gần cái báo cáo áp xem các bạn xem có hiện tượng cháy nổ gì không nhá. Rất là hồi hộp các bạn ạ. Đấy, nó vẫn còn tích điện đây các bạn. Rồi, tôi sẽ cắm nguồn vào. Và đã có tiếng khởi động của TV các bạn ạ. Không biết là hình ảnh đã chạy chưa, các bạn xem. Khi mà mình cắm điện vào và mình cho chạy thì các bạn, thì mình đã thấy có tiếng TV khởi động rồi, nhưng mà không biết có lên hình hay không ạ. Rồi các bạn xem này, cái đèn tín hiệu nét của Boticon đã chạy. Và bây giờ tôi sẽ ngửa TV lên để tôi nhìn qua xem con TV này có hoạt động bình thường hay không các bạn nhá. Rồi mình sẽ để cái máy quay như thế này, tổng thể để các bạn xem cho nó dễ. Mình sẽ ngó qua và chưa thấy có tín hiệu hình ảnh. Mặc dù TV đã chạy nhưng mà không thấy tín hiệu hình ảnh đâu. Thì bây giờ tôi sẽ phải đo qua. Mình sẽ đo nguồn VA, VS xem đã có tốt hay chưa. Rồi đang mất nguồn VA, VS. Rồi chính tỏ là con TV này vẫn đang trục trặc. Chính tỏ con TV này vẫn đang gặp một sự cố. Thì bây giờ tôi sẽ kiểm tra, tôi sẽ mở báo cáo áp này, khả năng vẫn có vấn đề các bạn. Khi mà con tụ bảo vệ này mà nó chết, con tụ bảo vệ này mà nó nổ như thế này thì cái khu vực báo cáo áp này vẫn đang có vấn đề. Đấy. Bởi vì mình lúc vừa rồi mình đo nguội mà mình chưa phát hiện ra, thì bây giờ mình sẽ cắm thử điện vào ấy. Tôi sẽ cắm thử điện vào để tôi phân biệt được. Tôi cô lập bệnh để nó ra xem nó còn vấn đề gì không, chỗ nào nó cháy nổ, có thể nó cháy nổ luôn. Thì mình kiểm tra cho nó dễ. Bây giờ tôi sẽ phải mở báo cáo áp này ra và tôi kiểm tra lại một lần nữa. Rồi. Và bây giờ mình sẽ phải kiểm tra lại. Thông thường thì những cái ban bệnh như vậy thì khi mà các bạn cắm điện vào mà nó vẫn chưa lên thì cũng có thể nó sẽ bị lổ những cái bộ phận đằng sau. Bộ phận sau đó thì các bạn nhiều lúc các bạn sẽ kiểm tra nó sẽ dễ dàng hơn và dễ sửa hơn các bạn. Đấy. Thì bây giờ đây các bạn xem, mình sẽ kiểm tra lại cái con tụ, từ con tụ cháy đây các bạn sẽ dò ngược lại thì ra cái bo công suất này. Hai con, đây là con D này, con D này, rồi D này không chập đúng không ạ? Rồi con mâu phép này tốt này, đây và nó chạy có đến con mâu phép này, thì con mâu phép này khả năng cũng hay hỏng lắm đấy. Rồi các bạn xem này, đúng không ạ? Đấy, con này hình như lúc nãy mình đo rồi nó không bị hỏng này, nhưng bây giờ mình đo lại thì nó đã hỏng rồi này. Đấy thì chứng tỏ là đang hỏng hóc ở bộ phận này, nó đang hỏng hóc bộ phận này, thì các bạn sẽ kiểm tra và thay thế. Đây mình sẽ kiểm tra tiếp con này. Rồi không có hiện tượng gì chạm, rất tốt ạ. Rồi ok, thì cái con mô phép này các bạn xem này, mình đo lại một lần nữa cho các bạn xem, con này đang bị chập thông kim đúng không ạ? Thông kim. Đấy thì bây giờ tôi sẽ phải tìm con mô phép khác, tôi thay con này đi, thay đi và mình sẽ kiểm tra. Rồi đây các bạn xem, chính là con này đang hỏng, con này hỏng. Và con này ký hiệu là gì ạ? Con này là con 1E03 FGPF4536. Con là con gì đây? Con Q 5007. Con này cũng là một con phân mô phép đèn trường thôi. Cái này thì các bạn sẽ phải lên data sheet các bạn tra. Nếu bạn nào chưa biết về thông số kỹ thuật của nó, các bạn lên data sheet các bạn tra và các bạn xem đó là cái con gì và hoạt động của nó, công suất của nó là bao nhiêu, các bạn thay con khác tương đương vào nó sẽ chạy thôi các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ rửa và tôi sẽ rửa xong và tôi sẽ chỉ cho các bạn biết nó đang hỏng bộ phận nào. Và con này chập thì đúng không ạ? Đấy là cái bo này, cái bo này đang hỏng. Các bạn nào mà không sửa được thì các bạn có thể đổi cái bo này hoặc các bạn thay thế cái bo mới này cho khách hàng, thì lúc này TV của các bạn chạy bình thường các bạn nhé. Ok. Vâng, và các bạn, sau khi mà mình đã kiểm tra rất là kỹ và nó chết cũng tương đối nhiều các bạn ạ. Lúc mà nó bị nổ lại thì mình kiểm tra thì đây các bạn, mình sẽ chỉ cho các bạn xem con linh kiện nó chết nhá. Thì chẳng may bạn nào sửa ấy thì các bạn sẽ biết được. Đây các bạn này, cái con linh kiện đầu tiên mà mình thay thì con này là lúc mình đo nó chập rồi đúng không ạ? Nó chập mà mình thay con này. Hai con này mình sẽ thay đi này các bạn này. Mình sẽ thay hai con công suất mới. Hai công suất mới. Và mình kiểm tra thì mình thấy hai con này cũng đang có vấn đề. Đây, mình quay sang. Hai con này đang có vấn đề, mình thay tiếp hai công suất này. Và hai công suất này. Đấy là mình thay 4 con. Mình thay 4 con các bạn ạ. Đấy, thì mình chỉ thay 4 con vậy thôi. Còn cái con tụ này là con tụ bảo vệ. Đây các bạn xem. Mình để gần cho các bạn xem. Con tụ này là con tụ bảo vệ các bạn. Tụ bảo vệ này thì các bạn có thể là thay con khác cũng được. Con tụ mà lúc nó cháy đấy ạ, thì các bạn có thể thay con khác cũng được. Còn không thì các bạn bỏ nó đi, bẻ cái chân này đi, không sao đâu. Tụ này nó chỉ là tụ bảo vệ thôi. Đây mình để vậy như này. Đấy. Thì bây giờ khi mà thay xong nhá, thay xong thì đây mình sẽ thay xong rồi này. Thay hai con tụ này, hai con công suất này, mình thay đi. Đo chập mà các bạn, và hai con công suất này. Còn mối hàn của mình các bạn này. Thì bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem. Mình cũng không biết là nó đã chạy hay chưa, nhưng mà cứ thử. Khi nào chẳng may nó nổ thì lại sửa tiếp các bạn ạ. Bởi vì làm cái nghề điện tử này nhiều lúc thì không thể chắc chắn được. Để chắc chắn được một điều gì. Đây, còn mình thay xong và mình vệ sinh đi thì nó không còn là sẽ không sợ còn cháy nổ nữa. Đấy. Thì cái bo này nó hỏng công suất nhá, hỏng bách nai. Đấy. Thì nguyên nhân chính thì thường thường là do một là cái chân của con công suất ấy, chân con công suất lâu ngày rồi nó bị hở chân đánh lửa nó chết. Thứ hai là con tụ bảo vệ cũng là một nguyên nhân. Con tụ bảo vệ trong quá trình lâu ngày nó bị khô. Nó bị khô dẫn đến hiện tượng là nó kém chất lượng, rồi nó chạm chập, nó nổ con tụ đấy. Chính vì vậy mà công suất nó cũng chết. Đấy. Thì khi mà mình sửa xong thì các bạn nhớ nhá, các bạn sửa dòng TV Plasma ấy thì các bạn phải vặn đủ tất cả các ốc mát để nó tiếp mát dưới sườn máy. Còn không mà các bạn mà không vặn đủ ốc như này mà các bạn thử, các bạn không vặn ốc vào mà các bạn thử là nó sẽ, cái bo này nó sẽ bị hỏng ngay. Và các bạn lưu ý của tôi về vấn đề đấy. Đây, thì bây giờ mình sẽ thử các bạn ạ. Rồi, không biết có bị nổ hay không. Rồi, mình cũng sẽ thử cắm vào điện vào để các bạn xem. Rồi, sau khi mà mình đã kiểm tra ốc này, những cái chân ốc mình đã lắp ok. Và con tụ bảo vệ mình không thay nhá. Tạm thời mình sẽ bỏ đi. Rồi, thì tôi sẽ cắm điện vào tôi thử các bạn xem. Đã có tiếng khởi động rồi các bạn ạ. Hình như nó chạy rồi. À vâng. Và các bạn xem ạ, sau khi mà mình sửa bách nai ạ, sau khi mình sửa bách nai thì tivi của mình đã chạy rồi các bạn này. Đấy, ok rồi đấy. Vậy là mình sửa bo cao áp thành công. Nó chỉ chết 4 con công suất thôi. 4 con công suất các bạn. Thì bây giờ mình sẽ phải đóng nắp con tivi vào và mình sẽ thử. Tôi sẽ đóng nắp con tivi vào và tôi thử. Và với video này thì mình đã kiểm tra và sửa chữa một con TV Samsung nó bị hỏng cao áp nhé các bạn ạ. Bỏ to này. Mới đầu mở ra thì các bạn nhìn ạ, thấy nó cháy rất là to. Cứ tưởng là nhiều bạn là không quen thì cứ sợ là không sửa được, nhưng mà thực ra nó cháy vậy thôi. Thế nó chỉ nổ con linh kiện mà nó cháy, nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng nóng các bạn. Không ảnh hưởng gì đến cái bo mạch và các bạn có thể sửa được bình thường. Đấy. Rồi, video này thì các bạn là xem và các bạn tham khảo nhé. Bạn nào chưa làm được thì có thể các bạn áp dụng những cái video thực tế này của tôi. Các bạn cũng sẽ kiểm tra và thay thế những con công suất tương đương như vậy. Bạn nào không biết tra sơ đồ thì các bạn nên thay những con công suất nó đúng chỉ số các bạn nhé. Thay đúng chỉ số của mình. Plasma đời đầu này thì tương đối nặng các bạn, tương đối nặng. Đây, rồi mình sẽ tạm vặn vào một số con ốc vào và mình mở tivi đây, mình thử lại một lần nữa cho các bạn xem. Rồi mình đã khởi động và tivi có đèn đỏ các bạn này, có đèn đỏ rồi và chữ xuất hiện chữ VTV, đã xuất hiện chữ VTV các bạn nhé. Đấy, và tivi của khách hàng đã chạy bình thường. Con này ảnh rất đẹp các bạn, đây các bạn này, các bạn xem nhìn cái đường tín hiệu này các bạn sẽ biết được con tivi này ảnh rất là đẹp. Đấy. Vậy hôm nay tôi xin tạm dừng cái video của tôi hướng dẫn các bạn sửa chữa một con tivi Samsung Plasma bị hỏng cao áp các bạn nhé. Và tôi xin tạm dừng cái video của tôi tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Các bạn hãy đăng ký kênh cũng như chia sẻ kênh để ủng hộ mình các bạn nhé.